Chào anh em nhá. Không biết là chủ nhật anh em làm gì. Còn công việc của mình thì hôm nay mình sẽ quay trực tiếp lại tại xưởng cho anh em xem luôn những cái công việc của anh em đang làm. Ví dụ như là lắp đặt camera hành trình này, lắp đặt màn hình Android này, rồi thì lắp cảm biến này, rồi thì lắp nhiều thứ. Đấy, mỗi người một việc. Thì hôm nay mình vừa mới thiết kế xong cho cái chiếc xe của chú ấy, khoảng chiếc xe này khoảng 23 anh em ạ. 13, 14 chú nhỉ. Đấy, thì đây là cái thiết bị này, sau mình quay cả xưởng cho anh em xem luôn. Với cả là mấy cái thứ rườm rà này ở trên xe này, anh em nên bỏ đi này. Đấy, mấy quả nước hoa này. Đây, em quay vào đây. Mấy cái này là anh em nên bỏ đi. Ví dụ như anh em phanh gấp thôi, cái này phi mặt luôn. Đấy, là không nên. Đấy, và những cái thứ mà mình nên thì mình sẽ quay cho anh em luôn trong cái video này. Đấy thì chiếc xe chục năm rồi. Bây giờ anh em mà đổi xe ấy, thì nó cũng ngại đúng không? Làm chiếc màn hình có cam 360 luôn. Rồi có cảnh báo tốc độ, có cả YouTube luôn, nghe nhạc online luôn. Nó tiện. Đây. Và có cả khiển vô lăng này. Đấy. Đấy thì trước chắc là anh ấy cũng hay đi đường mà, có cái này để cảnh báo kiểu như là bản đồ dẫn đường ấy, thì bây giờ không cần nữa, bây giờ có luôn rồi. Rồi chiếc xe này thì cũng mỗi một chút thế thôi. Bây giờ mình sẽ quay đến một số những cái chiếc xe nữa nha. Lúc nãy thì có mấy chiếc xe về rồi, tạm thời quay ở đây. À, chiếc xe phá điêu anh em ạ. Đây, phá điên mà anh em mà mới lái ấy, thì có bộ cảm biến này. Cảm biến này là hàng xịn luôn, Steamed. Anh đã dán phim rồi. Đây, và mình đang lắp cái khiển vô lăng. À, chiếc xe này có cái này hay này. Đây, trước màn hình rồi, nhưng có cái này hay này. Cái này giờ cũng ít người làm. Khoảng 8-9 lít thôi. Nhưng mà cái này hay. Anh em là mới lái mà không có 360, có cái bộ này nó xoay cái bánh này. Rất tốt. Đấy. Thì ở cái này là mình lắp vào gương. Đấy. Cái này là mình cho vào đường AUX luôn. Thế đỡ phải chế cháo gì nhiều. Đây, bật lên cho anh em xem này. Đây, mình sẽ vào đây, bấm vào AUX. Ok, xuống. Đấy, có cái lốp như này. Đóng lại một chút cho anh em xem nào. Đây này. Lái như này thì nó dễ lắm anh em ạ. Đây nó gọi là con bổ rẻ, hợp lý. 8-9 lít một cái này thì nó anh em mới lái thì nên làm. Đấy, ngoài ra nếu như anh em cần là vào cái đường kiểu như là mình có cái bộ này để chia camera này. Ví dụ như anh em muốn là gạt xi nhan mà lên ấy thì mua thêm cái cục đấy. 100-200 thôi. Ok, đây chiếc màn hình Lenovo này thì nó là thế hệ trước nên là mình ôm quả này về lỗ anh em ạ. Buồn mà lỗ mấy củ thôi, nhưng mà mình lấy về để mình thử nghiệm công nghệ thôi. Rồi chiếc xe này lắp cảm biến này, đấy, cảm biến lốp, cảm biến tiến sau này. Quả này nên độ thêm quả đèn gầm nữa cho sáng. Rồi đây là những chiếc xe tiếp theo này, CX5. Chiếc xe này anh vừa mới lấy ở trong hãng ra ngày hôm qua luôn. Mở cửa hộ phát, đây chưa bóc này luôn. Đấy, chưa bóc luôn, mới tinh luôn. À, bóng nháy luôn. Đấy, vâng, anh vừa lấy xong anh ạ. Vừa lấy xong thì cái đầu tiên mình bảo anh ấy, anh nên bọc cái này. Bọc sớm, không thì khi bẩn này không lau được. Đấy thì anh vừa mới, đây, còn chưa bóc luôn này. Thì anh hẹn 8 giờ đến nhưng mà bây giờ mới bắt đầu làm xong rồi. Đấy, cảm biến áo sốt lốp anh làm luôn này. Đấy, chiếc màn hình Android liền cam 360. Đấy, cái camera ở đây. Thì cái này anh chắc anh mới lái mà, nên là anh cần đến cái bộ này để mình lái xe cho nó an toàn và nó nhàn. Đấy, chiếc màn hình thì 10.25 inch rất là đẹp. Ok, mấy chiếc xe về rồi, mình quay lên hai chiếc xe trên này nữa. Đây, chiếc xe này anh độ đèn này. Đấy, anh độ đèn. Đây, đôi đèn bi anh em đang hấp đây. Cho anh xem tí thành. Đấy.
vì những chiếc xe này thì đèn nó hơi tối. Đụng đèn xem này. Đây, chiếc xe này là chắc là từ đợt dịch tới giờ anh mới đi đấy. Đấy thì anh em đang lên trước màn hình Android. Rồi. Rồi chiếc Xpander. Xpander. Xong chưa anh? Xong rồi. Vâng, cho em xin quay phát. Chiếc xe này là anh cũng lắp được đôi năm rồi. Hôm nay anh quay lại thì nó bị hỏng cái cam phía sau. Nhưng mà mình bảo là lắp hết bảo hành rồi, nhưng mà mình vẫn gọi là làm hộ anh luôn, không lấy tiền luôn. Chơi thế cho nó chập trồ anh ạ. À. Cũng đôi năm rồi nhà anh nhỉ? 2 năm rồi đấy. Thì nói chung là có những cái nó đen anh em ạ. Nó lỗi thì bây giờ mình vẫn hỗ trợ hết. Chơi thế cho nó trầm trồ luôn. Nói chung là cũng tùy. Vì là làm cái này nhiều lúc là không ai mong muốn nó hỏng. Nhưng mà nó hỏng thì bảo hành thôi. Và ví dụ hết bảo hành thì anh em mà nhiệt tình sởi lởi là làm hộ luôn. Kể đèn kia mà ấy ra anh thay tiếp. Vâng. Nó hỏng là sao thay bằng mét. Anh cứ ủng hộ em. Ví dụ như đèn bảo hành 3 năm nhưng em bảo hành anh 4 năm. Vâng. Đây. Ok rồi anh ạ. Đấy. Anh về luôn nha, anh đi thẳng về được. Dạ. Dạ. Đây, quay trước này là Fortuner. Ok anh. Bye bye anh. Đây, trước này là Fortuner. Đây, con này thì cũng được loanh quanh khoảng 8 năm rồi. Thì anh em lên bộ cam 360 này. Liền màn hình luôn. Đấy. Em vào 360 cho anh xem nào. Đấy, cam 360. Này lái nhà lắm anh em ạ. Đấy, tính ra là cũng rẻ mà. Ví dụ như một bộ 9 triệu rưỡi là C1S, còn bộ này khoảng 13 triệu hợp lý. Mà cái mắt cam anh em nhá, bây giờ là mắt của nó rất là dẹt. Đây, mình ấn lên này. Nó dẹt như này, nó đẹp. Và cái góc này nó to này. Thì mình khuyên dùng, đến đời mới bây giờ là khuyên dùng cái dòng cam đấy. Đấy, để anh em lái xe. Đây, mắt cam đây. Đó. Còn chiếc xe này thì 2003 đến bây giờ là khoảng tầm gần 20 năm rồi. Thì anh em thay thế một chút. Thay thế một chút cho nó ngon lành. À, đây là trước màn hình. Thế thôi. Nay khoảng 5-7 cái con này xe thôi anh em ạ. Đấy, tại Trung Auto. Đấy, được tặng cam lùi, cam hành trình. Thế thôi, vẫn là địa chỉ mà quen thuộc. Đấy, Trung Auto. Thì anh em cần tư vấn gì thì cứ liên hệ cho mình nhá. Mình sẽ tư vấn cho anh em theo trên cái quan điểm là vừa dùng và vừa tư vấn để cho nó hợp lý anh em ạ. Rồi thế thôi, bye bye anh em.